đến lúc nhiễm trùng rồi cầu xin Thánh An Tôn, Ngài đã cho ngay tức khắc tự nhiên cái gạc đó chui ra ngoài, cái vết khâu đó được bung ra, đã nhìn thấy cái gạc đó kịp thời chữa được. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm về hai hình ảnh. Hình ảnh của những hạt muối và hình ảnh của ánh sáng. Đây là những hình ảnh rất gần gũi với mỗi gia đình chúng ta. Vậy muối có tác dụng như thế nào mà Chúa Giêsu lại dùng hình ảnh hạt muối để nói về những người Kitô hữu chúng ta như thế? Trong đời sống hàng ngày, nếu chúng ta không có muối, nếu chúng ta trong các thực phẩm, trong các đồ ăn chúng ta không có muối, thì chắc chắn đồ ăn sẽ trở nên nhạt nhẽo. Cho dù thức ăn có ngon đến mấy đi chăng nữa, cho dù có đẹp đến mấy đi chăng nữa, nếu mà muối không có, chúng ta quên muối, thì chắc chắn cái bữa cơm hôm đó sẽ không còn được ngon cho lắm. Và hạt muối trong đời sống còn có rất nhiều các tác dụng khác. Muối để làm cho chúng ta được trở nên thông minh hơn. Rồi muối còn để chữa lành các vết thương. Chúng ta rửa các vết thương. Muối để ướp cho các đồ ăn trở nên được tươi ngon hơn, không bị ươn, không bị ôi thiêu. Chính cái hạt muối này hàng ngày nó gần gũi với chúng ta. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã dùng cái hạt muối này để nói về cái đời sống Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Hạt muối cần thiết cho các bữa ăn như thế nào? Thì cái đời sống đức tin của người Kitô hữu chúng ta cũng rất cần thiết như thế. Muối của đức tin của chúng ta đó là gì? Đó là sự âm thầm, sự hy sinh, sự khiêm nhường, phục vụ. Muối cần thiết nhưng mà không được nổi bật trong các món ăn, nhưng mà lại giữ được cho cái bữa cơm, cho cái món ăn được trở nên đầy hấp dẫn hơn. Thì người Kitô hữu chúng ta cũng vậy. Chúng ta không cần phải nổi bật, nhưng chúng ta cần phải có cái sự khiêm nhường, sự hy sinh để giữ cái đức tin cho cộng đoàn chúng ta. Đời sống đức tin của chúng ta cần cái sự hy sinh như vậy, cái sự khiêm nhường, khiêm hạ như vậy. Nếu đức tin của chúng ta mà cũng trở nên nhạt nhẽo, mà trở nên thờ ơ, dửng dưng với các sinh hoạt đời sống của cộng đoàn, cũng như là nhất là các bí tích, thì chắc chắn cộng đoàn của chúng ta cũng không thể nào có được những đời sống sinh động được, đời sống mạnh mẽ được. Cho nên mỗi người chúng ta cũng phải trở nên như hạt muối như vậy. Nếu muối mà bị trở nên nhạt đi thì còn gì là tác dụng nữa?
thì người ta sẽ đem và ném ra ngoài đường để cho người ta chà đạp lên. Thì người Kitô hữu chúng ta cũng vậy. Cái muối ở trong con người chúng ta đó là muối của sự khiêm nhường, muối của sự bác ái, muối của hy sinh tha thứ mà chúng ta cũng nhạt nhẽo đi, thì đời sống Kitô hữu của chúng ta cũng bị quăng ra ngoài như vậy, cũng sẽ bị người ta chà đạp lên như vậy. Và nhất là ở một cái môi trường không có nhiều người công giáo như ở giáo họ Hạ Quất này, là những người Kitô hữu đã được rửa tội, chúng ta cũng phải sống cái muối như vậy, sống cái sự nhiệt huyết như vậy, sống âm thầm, sống hy sinh và giữ vững đức tin, không chỉ dành cho chính mình nhưng mà còn phải giới thiệu cho những người xung quanh đây nữa. Con được biết là giáo họ Hạ Quất những năm cách đây phải mấy chục năm về trước, rất nhiều người theo đạo, nhưng mà ngày càng ngày lại trở nên mai một dần. Ngày nay chỉ còn vài người thôi. Đa số những người đi lễ ở đây là những người của giáo xứ Nghĩa Ải lên đây. Và những người có đời sống đức tin ở đây cũng là những người từ Nghĩa Ải đi lên đây, xây dựng gia đình ở đây. Còn những người xung quanh họ vẫn chưa được gia nhập giáo hội, chưa đón nhận được đời sống đức tin. Nếu mỗi người chúng ta biết hy sinh, biết cầu nguyện, biết giúp đỡ cho cái giáo họ này, đây có thể là giáo họ là em út trong giáo xứ Nghĩa Ải của chúng ta, một giáo xứ lớn mạnh nhưng vẫn còn những giáo họ vẫn còn đang có đời sống đức tin èo uột như vậy. Thì mỗi người chúng ta, giáo họ ở đây rất cần đến sự nâng đỡ của tất cả các anh chị em, những người có đức tin vững mạnh, không chỉ về đời sống cầu nguyện nhưng còn là đời sống vật chất nữa. Chúng ta thấy giáo họ của chúng ta đã xây dựng được nhiều năm rồi, đã xuống cấp. Cho nên những ngày tháng vừa rồi, nhờ sự hy sinh, cộng tác và sự cầu nguyện để chúng ta có được cái sự cơ ngơi như ngày hôm nay, được sửa sang khang trang, đẹp đẽ hơn, có nhiều người đến với Chúa hơn. Đó là một cái điều đáng quý. Nếu chúng ta không có cầu nguyện, không có nâng đỡ, không có tham dự thánh lễ thì chắc chắn giáo họ này sẽ mai một và sẽ không còn được có nhiều người đến với Chúa ở nơi đây nữa. Cho nên chúng ta cần phải nâng đỡ cho giáo họ này nhiều hơn nữa. Và hình ảnh thứ hai đó là hình ảnh của ánh sáng. Ánh sáng chính là đến để xua đuổi bóng đêm. Ánh sáng hiện diện ở đâu thì bóng tối ở đó sẽ bị lui đi đến đó. Chúng ta cũng phải là những nguồn sáng, là những ánh sáng như vậy. Chúng ta phải kín múc cái nguồn sáng là chính nơi Chúa Giêsu Kitô. Ngài là cội nguồn của ánh sáng. Vì Chúa nói, ta là ánh sáng thế gian. Thì chúng ta cũng phải kín múc cái ánh sáng đó từ nơi Chúa Kitô, để chúng ta cũng trở nên là ánh sáng đem lại cho những người đang còn yếu đuối ở nơi đây.
Và ánh sáng của chúng ta cần phải được thắp lên, chứ không phải là chúng ta đem cất đi, không phải là chúng ta đem để mà che đậy đi. Nhưng ánh sáng là để phải được bừng sáng lên, để chiếu rọi, để làm chỗ dựa cho những người khác, để cho họ đến với Chúa Kitô, để cho họ thấy được đường đi. Thì mỗi người chúng ta cũng phải tín múc ánh sáng từ Chúa Kitô và đem cái ánh sáng đấy cho những người chưa biết Chúa. Chúng ta cần phải có đời sống hy sinh, đời sống cầu nguyện, đời sống bác ái, yêu thương. Thì đó chính là những cái chỉ dẫn, chính là những muối, là ánh sáng để làm cho người khác đến với Chúa được. Hôm nay giáo họ chúng ta cầu nguyện, chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho giáo họ và xin Thánh An Tôn Quan Thầy chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta, cách riêng cho giáo họ Hạ Quất luôn được nhận ra vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa qua đời sống hương thơm, đời sống nhân đức của Thánh An Tôn. Chúng ta thấy Thánh An Tôn, Ngài giao giảng tin mừng, lời nói của Ngài đã làm cho biết bao nhiêu những người được lay động, được trở về với Chúa. Những nhóm lạc giáo chống đối Chúa, chống đối giáo hội, Ngài ra sức bảo vệ đời sống đức tin bằng cái lý lẽ, bằng cái sự học hỏi về Chúa để mà có thể đối đáp lại, để có thể chống lại những nhóm lạc thuyết. Một đời sống khiêm nhường, một đời sống hy sinh, tận tụy, mạnh mẽ giao giảng lời Chúa, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Ngài không những giao giảng lời Chúa mà còn sống lời Chúa nữa. Lời Chúa được biến đổi, làm cho nhiều người được biến đổi qua lời giao giảng của Thánh An Tôn. Nhưng chính nhờ vào cái nhân chứng, cái đời sống của Thánh An Tôn mà nhiều người đã trở về. Cho nên cái lời nói của chúng ta phải đi đôi với hành động nữa. Như lời Thánh Giacôbê có nói, nếu đức tin của chúng ta mà không có hành động thì đó là đức tin chết. Cho nên mỗi người chúng ta cần phải hành động, cần phải sống cái lời giao giảng, cái lời tin mừng mà Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta. Tại sao Thánh An Tôn lại hay làm phép lạ được như vậy? Bởi vì Ngài có lòng yêu mến Chúa tha thiết. Ngài hy sinh, Ngài cầu nguyện, kín múc được tình yêu của Thiên Chúa. Ngài yêu thương người nghèo. Cho nên mà Chúa đã làm cho Ngài làm được các phép lạ để củng cố đức tin cho cộng đoàn. Và một trong những các phép lạ nổi tiếng đó là phép lạ mà Thánh An Tôn đã làm cho người Do Thái không tin vào bí tích Thánh Thể, không tin vào Chúa Giêsu hiện diện nơi bí tích Thánh Thể. Khi mà Thánh An Tôn đã nhận lời thách thức của người Do Thái, Thánh An Tôn đã nói rằng Chúa Giêsu hiện diện nơi bí tích Thánh Thể, và cái người Do Thái đã thách thức Thánh An Tôn: nếu cái con lừa của tôi mà thờ lạy bí tích Thánh Thể thì chắc chắn tôi sẽ tin
theo Chúa. Và Thánh Antôn đã nói rằng hãy cho cái con lừa đó nhịn đói trong vòng 3 ngày, rồi ông hãy mang cái con lừa đó đến đây. Theo như lời Thánh Antôn thì ông ta đã bỏ đói con lừa. Ông ta tin chắc rằng con lừa sẽ đói mà nhìn thấy cái bó cỏ để mà ăn, mà không thờ lạy Chúa. Nhưng Thánh Antôn đã quả quyết rằng con lừa sẽ quỳ lạy xuống để tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Và đúng như vậy, khi ông ta đến thì Thánh Antôn đã để cho một bên là một bó cỏ rất ngon, rất thơm. Một bên là bí tích Thánh Thể được Thánh Antôn cung kính dâng lên. Thì ngay lập tức con lừa của người Do Thái kia đã quay sang bên bí tích Thánh Thể mà quỳ sụp xuống. Ngay sau đó thì người Do Thái đã chấp nhận thua cuộc và tin Chúa Giêsu nơi bí tích Thánh Thể. Đến như con vật mà còn tin vào Chúa Giêsu nơi bí tích Thánh Thể như vậy. Con vật là loài vô tri mà nhận ra Chúa ở nơi bí tích Thánh Thể, nơi con người chúng ta là vật hữu tri, có nhận biết, có sự khôn ngoan, là hình ảnh của Thiên Chúa. Thì tại sao chúng ta lại không tin vào bí tích Thánh Thể? Hoặc tại sao chúng ta tin rồi mà chúng ta lại không đến với Chúa Giêsu Thánh Thể? Chúng ta còn thờ ơ, chúng ta còn dửng dưng. Thì mỗi người chúng ta phải nhìn nhận xem chúng ta, cái đức tin của chúng ta đang ở chỗ nào, đang đến mức nào. Chúng ta có tin thật Chúa ở hiện diện nơi bí tích Thánh Thể hay không? Nếu chúng ta tin như vậy thì chúng ta phải cố gắng mỗi ngày, hàng ngày chúng ta đến với Chúa nơi bí tích Thánh Thể để chúng ta tôn sùng, để chúng ta cung kính, để chúng ta rước lấy mình máu Thánh Chúa, để Chúa nâng đỡ cho chúng ta vượt qua những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống đầy những cám dỗ ngày hôm nay. Giai thoại cũng kể rằng Thánh Antôn khi Ngài mất 32 năm sau thì Thánh Bonaventura đã cho chuyển thi hài của Ngài vào một nơi khác. Thì sau khi mở quan tài thì mọi người đã sửng sốt, bởi vì thân thể của Ngài thì không còn, nhưng cái lưỡi của Thánh Antôn vẫn còn tươi, vẫn còn sức sống, như là còn đang sống. 800 năm ngày hôm nay, từ khi mà Ngài mất cho đến nay 800 năm rồi, mà lưỡi của Thánh Antôn vẫn còn nguyên vẹn. Và ngay lập tức Thánh Bonaventura đã hôn kính lưỡi Thánh Antôn và cho cung kính ở trong nhà thờ để mọi người đến chiêm ngưỡng cái phép lạ Thiên Chúa đã làm nơi miệng lưỡi Thánh Antôn. Thánh Antôn đã dùng cái miệng lưỡi của mình để mà ca ngợi Thiên Chúa, để mà giới thiệu Chúa cho người khác, để mà bảo vệ đức tin cho cộng đoàn. Thì đến lượt mỗi người chúng ta hãy noi gương bắt chước Thánh Antôn. Chúng ta cũng hãy dùng cái miệng lưỡi của chúng ta để mà ca dao tình yêu Thiên Chúa, để mà tôn vinh kỳ quan Thiên Chúa, để mà thán phục cái quyền năng Thiên Chúa.
Đừng dùng miệng lưỡi để mà nói hành nói xấu. Đừng dùng miệng lưỡi để mà làm những cái điều thô tục, chửi, nói gian, nói xấu, nói hành, nói xấu, ghen ghét người khác. Chúng ta hãy dùng cái miệng lưỡi của chúng ta, Chúa ban cho, để chúng ta nói sự thật. Chúng ta làm chứng cho sự thật, làm chứng cho đời sống yêu thương, bác ái, hy sinh của chúng ta. Có như thế, chúng ta mới xứng đáng để trở nên những người Kitô hữu tốt lành, thánh thiện, và làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy những tội lỗi ngày hôm nay. Nguyện xin Thánh Antôn truyền cầu cho mỗi người chúng ta, xin Chúa xuống ơn lành trên tất cả mọi người, nhất là cho từng người trong giáo họ Hạ Quất này, luôn biết can đảm làm chứng cho Chúa, dù có phải chấp nhận sự thiệt thòi về đời sống cộng đoàn, đời sống đức tin, nhưng chúng ta hãy bám chặt lấy Chúa và hãy đến với Thánh Antôn, chắc chắn Ngài sẽ làm cho vượt qua. Con được biết là ở đây Thánh Antôn đã làm phép lạ, đã chữa lành cho rất nhiều người. Ở đây có một anh đã bị đi mổ và đã, bác sĩ không biết thế nào mà lại quên cái gạc, cái băng gạc ở trong người, trong bụng. Mà khi đi kiểm tra thì không thấy gì. Rồi đến lúc nhiễm trùng rồi. Rồi xin cầu xin Thánh Antôn, Ngài đã cho ngay tức khắc, tự nhiên cái gạc đó được chui ra ngoài, được cái vết thương đó, cái vết khâu đó được bung ra, và đã nhìn thấy cái gạc đó và đã kịp thời chữa được. Không là để nó nhiễm trùng vào thì rất nguy hiểm đến tính mạng. Rồi có người đang làm, chắc là sửa trên mái nhà, thì ngã xuống, không biết nói cái gì mà không bị sao. Đêm về vẫn thấy Thánh Antôn, vẫn mơ thấy Thánh Antôn nâng đỡ. Cho nên chúng ta hãy tin tưởng vào Thánh Antôn, Ngài hay làm phép lạ, Ngài hay chữa lành và giúp đỡ, nâng đỡ những ai tin tưởng vào Chúa, thì chắc chắn sẽ đón nhận được những ơn lành Chúa ban. Amen.